sở hữu giọng hát ngọt ngào cùng ngoại hình ưa nhìn, Lâm Hùng từng là gương mặt ăn khách với những ca khúc quen thuộc của thế hệ 8X, 9X. Vào quãng thời gian đó, anh được khán giả gọi với cái tên trìu mến là ông vua nhạc miền Tây. Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, anh gặp vài biến cố đời tư và mất tích khỏi làng giải trí. Ngày hôm nay, ca sĩ Lâm Hùng đã cùng vợ có mặt tại chương trình Giải mã tri kỷ. Quý vị và các bạn hãy cùng Khả Như giải mã những câu chuyện xoay quanh cặp đôi này nhé. À, được biết là bạn Khánh Ngọc là fan của anh. Không. Không phải fan, chứ là sao? Cực kỳ ghét anh ngày xưa. Ghét anh? Ừ. Chết rồi, có khi nào mình ghét của nào mình trao của đó không? À, nhưng mà cái cơ duyên nào mà hai vợ chồng gặp nhau mà thương nhau vậy anh? Cách đây khoảng 14 năm, trong một lần đi phỏng vấn đi nước ngoài thì xong rồi anh tụi anh vào cà phê cùng với ba tổ chức và tình cờ gặp bà xã anh nghỉ hè để xuống Sài Gòn. Vậy anh... là bà xã anh ở đâu mà xuống Sài Gòn chơi? Lúc đó anh cứ nghĩ bà xã anh là người Nhật, mà anh thì anh rất là thích cái nét đẹp của những cô gái Nhật. Cho nên... Mà cuối cùng là chỉ ở đâu? Ở Đà Lạt. Vậy thì lúc đó rồi anh thấy dễ thương quá rồi anh làm quen. Lúc đó thì anh thấy đẹp quá, anh mới nhờ tài xế của anh qua để tặng cái album vol. 5 của anh. Tặng xong rồi xin số điện thoại và anh nhận về được một cái số điện thoại của bạn vợ anh. Tại vì vợ anh không có ưa anh lúc đó. Không ưa luôn. Cực kỳ ghét anh. Rồi làm sao anh chinh phục được vợ anh? Thì có hẹn với nhóm bạn của vợ anh đi cà phê. Dạ. Xong buổi chiều là anh đi nước ngoài luôn. Cà phê xong rồi thì anh lại tiếp tục anh điện thoại. Anh cứ ngỡ là bà xã anh nhưng mà là điện thoại cho bạn của vợ anh. Ôi vậy giờ mà hỏi nha, hỏi Khánh Ngọc nha. Ôi, sao không thích anh Hùng vậy? Tại anh là nghệ sĩ á, và em tiếp xúc với anh em thấy nghệ sĩ chắc người ta không có thật lòng đâu, thường là đùa giỡn thôi. Rồi em sợ là không dám tiếp xúc nhiều rồi họ đặt tình cảm này nọ mất công mà sẽ đi xa quá rồi mình là người sẽ chịu nhiều nỗi đau này nọ nên em không có để ý. Em không để ý? Dạ. Không để ý là tại vì mình lo sợ nhiều quá. Mặc dù trước đó là có quen nhau là nghệ sĩ chưa? Ồ, dạ chưa. Chưa mà dám phán đoán người ta như vậy. Bởi vậy ai cũng nghĩ nghệ sĩ đa tình mà khi mà anh cảm nhận bản thân anh thì anh thấy anh rất đàng hoàng. Anh nghĩ vậy? Không bao giờ bậy bạ. Người ta đồn là anh Lâm Hùng là một người rất là đào hoa, rất là hả kiểu mà thật ra ca sĩ nam mà họ lãng tử lắm. Thì em có gặp khó khăn trong cái chuyện đó không? Dạ, lúc đầu em cũng bối rối lắm. Khó khăn dạ, cũng có. Nhưng mà khi mà được làm vợ của ảnh rồi thì em hiểu ảnh nhiều hơn. Ở tiếp xúc với công việc của ảnh nhiều thì em cảm thấy thông cảm cho chồng mình. Giống như mình cũng như hòa vào trong nghề của ảnh vậy đó. Hòa vào trong nghề. Vậy thì hai vợ chồng quen nhau được bao lâu thì cưới? Dạ, cũng 3 năm đó chị. Quen 3 năm rồi. Cưới nhau đến nay là bao nhiêu năm rồi? Dạ 11 năm rồi. 11 năm? Dạ. Trời ơi, ôi em bất ngờ quá à, thật sự luôn á. Em thấy được cái sự trẻ trung của hai người đúng kiểu mà anh trai với em gái luôn á, thật sự luôn á. Dễ thương quá à. Em có nghĩ là bà xã anh đó ba cháu rồi. Ba cháu rồi, chắc khán giả cũng sẽ có phản ứng giống như em thôi. Tại vì không biết là ca sĩ Lâm Hùng ở bên ngoài có cuộc sống như thế nào. Rồi hôm nay anh kể là anh có vợ lâu rồi. Và cô vợ, một cô vợ rất là trẻ trung mà trong khi đã có ba đứa con rồi. Hôm nay Khả Như sẽ quyết định là khai thác cho thật kỹ là tại sao mà họ trẻ được như vậy nha. Em muốn hỏi đó là trong cái thời gian mà hai người quen nhau, cưới nhau đến nay là 11 năm thì có bao giờ mà em cảm thấy là mình phải dừng lại? Tại vì mình còn trẻ, mình còn thanh xuân mà cái anh chàng này là đi hát tối ngày như vậy. Có bao giờ em cảm thấy chạnh lòng và em muốn dừng lại tất cả mọi thứ không? Có bao giờ mình đứng trên cái bờ vực đâu? Dạ cũng chỉ mới xém thôi chứ. Mới xém thôi đúng không? Dạ. Tại sao vậy? Tại vì sanh được bé thứ ba thì bắt đầu em cũng hơi mệt mỏi. Rồi chăm sóc một lần ba bé thì cũng lâu lâu stress này nọ. Thì đôi lúc thấy sao mà chồng mình thì bận bịu, còn mình thì suốt ngày có con này kia. Rồi cũng suy nghĩ lung tung. Nhưng mà cũng may mắn là ảnh những lúc mà ảnh không có đi show hay là rảnh rỗi là ảnh sẽ dành thời gian cho gia đình. Ảnh dẫn vợ con đi giải stress, đi ăn uống, đi chơi cho các con này nọ. Thì
em cũng thấy an ủi, rồi em cũng hiểu thông cảm cho chồng. Ở nhà anh Lâm Hùng là một người cha như thế nào? Dạ, ảnh rất có trách nhiệm, thương con, nhưng mà... Nhưng mà làm sao? Em phải hỏi cho kỹ chứ. Dạ, đôi lúc cũng hay trốn, trốn việc chăm sóc con tí. Đúng. Tại sao vậy anh? À, công việc của anh thì ngày nào anh cũng đi hát, anh tiếp xúc với cái sự ồn ào nhiều quá. Và không phải riêng về hát, anh còn những cái mảng kinh doanh khác nữa. Cho nên đầu óc anh lúc nào cũng căng thẳng và rất là thương con. Nhưng mà hình như chưa bao giờ anh ẵm con được 15 phút. À. Thì công việc bình thường của Khánh Ngọc là làm gì? Dạ, em có bán hàng online mà... Chuyên về dòng sản phẩm? Dạ, dầu thơm và mỹ phẩm với thời trang nữ em bé nữa chị. Có nghĩa là đây là một cái cặp đôi mà Như rất là bất ngờ về tất cả mọi thứ, để xem là họ hiểu nhau như thế nào. Cưới nhau được 11 năm rồi, quen nhau được 3 năm, có nghĩa là có đến 14 năm bên cạnh nhau. Và chúng ta hãy cùng làm một bài trắc nghiệm anh nhé. Hãy cùng Như đến với phần thách thức, xin mời.